Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với chương trình Bài học Kinh Thánh hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 3 tháng 1 năm 2023. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có Kinh Thánh là lời của Chúa để dẫn dắt chúng con mỗi ngày. Xin Chúa ngài cho chúng con hiểu được lời của Chúa trong sự chỉ dẫn của chính Chúa Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bài học được đăng ở trên trang web của Tổng Liên Hội ngày 3 tháng 1, 2023 với cái chủ đề đó là suy ngẫm ngày và đêm. Phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta là trong Giô-suê đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc Kinh Thánh với nhau. Ở trong Giô-suê đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hãy ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem phần bài học mà các đệ tớ của Chúa đã soạn. Câu hỏi suy gẫm đó là Đức Chúa Trời căn dặn ông Giô-suê điều gì trước khi ông dẫn dân Chúa vào miền đất hứa? Có lời hứa quý báu nào kèm theo lời căn dặn này? Bạn thực hiện việc suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm như thế nào? Nói tiếp chức vụ của lãnh tụ Môi-se, ông Giô-suê phải dẫn dắt dân Israel vào chiếm lấy miền đất hứa. Đứng trước cái trọng trách lớn lao này thì ông Giô-suê có nhiều lo lắng. Và Đức Chúa Trời biết rõ điều đó, vì thế Ngài đã phán dặn ông những điều quan trọng trước khi ông thực hiện nhiệm vụ trọng đại này. Một trong những lời phán dạy nổi bật và quan trọng nhất là phải cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp Chúa, như là ở trong câu 7 và câu 8. Đức Chúa Trời động viên ông Giô-suê hãy vững lòng bền chí đến 3 lần ở trong 4 câu Kinh Thánh này, đó là câu 6, câu 7 và câu 9. Bí quyết để ông có thể vững lòng bền chí là làm theo mọi điều Chúa dạy và biết rằng Chúa luôn ở cùng ông. Để đạt được điều đó thì chính ông và dân chúng phải suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài không chỉ nghe và đọc lời Ngài mà thôi, nhưng phải thường xuyên suy ngẫm luật pháp Chúa. Nhờ đó mới có thể hiểu được ý muốn của Chúa để cẩn thận làm theo. Bí quyết để ông Giô-suê có thể đứng vững bền chí, dẫn dân Chúa đi vào chiếm lấy vùng đất hứa không phải là binh hùng tướng mạnh, mà là đầu tư học hỏi lời Chúa cho chính mình và cho dân Chúa. Phải suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, như là câu 8. Đây cũng là sự đầu tư cần thiết cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Trước khi đầu tư cho tương lai, người ta thường cố tìm đọc những quyển sách dạy về bí quyết thành công và thịnh vượng. Trong khi ấy, cơ đốc nhân đang sở hữu Kinh Thánh, quyển cảnh nang chứa đựng bí quyết để được thành vượng và thành công, như câu 8 phần B ở trong bản truyền thống hiệu đính. Nhưng nhiều người thậm chí còn không mở ra đọc. Vì thế họ chỉ quan tâm đầu tư cho tương lai đời này mà không quan tâm đầu tư cho tương lai đời đời. Chúng ta đang nắm giữ chìa khóa để được thịnh vượng, đó chính là Kinh Thánh. Đức Chúa Trời hứa với ông Giô-suê rằng Ngài sẽ ở cùng ông trong mọi nơi ông đi. Lời hứa này cũng dành cho hết thảy con cái Chúa ngày nay. Chúa Thánh Linh luôn đồng hành với chúng ta và Kinh Thánh là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng ta. Vậy nên mỗi con cái Chúa cần đầu tư cho việc đọc, học, suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo, chắc chắn sẽ được thịnh vượng cả tâm linh lẫn thể xác ở trong đời này và cả đời sau.
Trước khi đọc câu hỏi rút ra cái phần bài học kết luận cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau soi gương nha cô chú anh chị em. Và soi gương nghĩa là mình đọc tất cả những câu kinh thánh này để chúng ta thấy mình ở trong đó và thấy Chúa dạy mình như thế nào. Dạ. Chúng ta bước vào trong câu 6. Chúng ta thấy rằng nếu như cái lúc nào đó trong cuộc sống của mình đó, mà cô chú anh chị em cảm thấy bị lung lay ở trong cái niềm tin, hay là mình cảm thấy mình chơi với, mình cảm thấy mình không biết phải làm như thế nào, hoặc là mình đang làm nhưng mà mình cảm thấy nản chí bởi vì mình không biết cái việc mình làm là nó đi đến đâu, đi về đâu. Nhiều lắm cô chú anh chị em, trong cuộc đời của Lợi rất rất là nhiều lần Lợi như vậy. Nhiều khi mình làm công việc của chính mình, trong công việc hàng ngày của mình gọi là công việc mưu sinh á, thì mình cũng gặp cái trường hợp này. Mà ngay cả trong công việc Chúa cũng vậy nữa. Nhiều khi mình làm công việc Chúa thì cái người khen mình nó thì ít, mà cái người chê rất là nhiều. Rồi là ra tiếng vào, nói này nói kia, đủ thứ hết. Dễ lắm chúng ta sẽ nản chí của Chúa anh chị em. Đây là câu mà Chúa hứa với ông Giô-sê, nhưng lại tin rằng Chúa cho phép viết xuống ở trong Kinh Thánh thì cũng chính là điều mà Chúa khích lệ hay là Chúa muốn phán với chúng ta. Cô chú anh chị em có tin điều đó để mình nhận không? Dạ, bây giờ mình đang nhận cái câu Kinh Thánh này cho chính mình. Mình đang soi gương để mình thấy mình ở trong đó. Có phải mình đang hoang mang, mình đang lo lắng, mình đang nản lòng, mình đang chùn bước không? Nếu có như vậy thì hãy đọc câu này thật kỹ của Chúa nha. Và Chúa đang nói với chúng ta. Mình hãy xem đây chính là lời Chúa nói với mình. Hãy vững lòng, bền chí. Bởi vì sao? Bởi vì ông Giô-suê đó, thì ông sẽ phải dẫn dân sự của Chúa để đi vào trong đất hứa. Vì đó chính là lời Chúa hứa cùng với tổ phụ của họ, là Chúa ban đất hứa cho họ. Như vậy thì cái điều gì mà Chúa hứa cho Lợi với cô chú anh chị em mà mình đang nhận, mình đang bắt đầu đi từng bước, mình đang bắt đầu tiến tới, mình nhận nhưng mà mình nản lòng. Điều gì cô chú anh chị em, mỗi người mỗi khác phải không? Ông Giô-suê, ổng cái trách nhiệm của ổng là dẫn dân sự đi vào trong đất hứa, nhưng chúng ta khác. Có thể Chúa đang hứa: con ơi, con hãy dạy con của con. Con hãy dạy nhóm nhỏ của con, hãy dẫn họ đi để rồi tất cả những người này họ sẽ được trưởng thành. Hoặc là cô chú anh chị em đang được Chúa giao chăm sóc cho một người nào đó mà mình cảm thấy họ sao ẻo ồ quá, chăm sóc hoài không thấy lớn gì hết trơn. Bắt đầu mình nản, mình nói thôi Chúa ơi, Chúa chiếu giao cho người khác đi, con hết sức rồi. Con hết sức rồi. Rồi trong công việc truyền giảng cũng vậy, mình lên cái chương trình mình thực hiện rất là nhiều mà mời thân hữu họ không đến, nản lắm phải không? Dạ. Và có những lúc chúng ta đi thăm viếng đó, chúng ta tới thì họ không tiếp mình, hay là nói chung là rất rất là nhiều điều ở trong cuộc sống, ngay cả trong công việc Chúa chúng ta vẫn có những lúc nản lòng. Nhưng hãy nhớ, chính Chúa hứa với chúng ta. Ông Giô-suê, ông biết chắc cái trách nhiệm mà Chúa giao cho ông, đó là dẫn dân sự vào trong đất hứa. Vậy thì chúng ta phải biết chắc cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta trong việc này. Phải Chúa giao không? Mình phải hỏi Chúa rõ ràng trước khi mình thực hiện. Và khi mà mình biết chắc rằng đây là việc Chúa giao cho con đó, thì mình làm của Chúa anh chị em. Làm mình không có nản, bởi vì mình biết đó là việc Chúa giao. Và ở đây Chúa hứa, ban đất hứa cho dân sự của Chúa. Chúa đã lập lời thề với tổ phụ của Chúa. Chúa đã lập lời thề. Chúa đã lập lời thề với dân sự, với tổ phụ của họ là sẽ ban cho họ đất hứa. Và Chúa giao cho ông Giô-suê. Ông Giô-suê biết chắc điều đó. Nhưng Chúa biết ổng sẽ có những lúc mệt, những lúc nản lòng, cho nên Chúa khích lệ ổng. Chúng ta cũng vậy. Là nhớ cái câu là
Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Có nghĩa là Chúa biết mình đi làm công việc Chúa có những lúc mình rúng động, có những lúc mình sẽ dễ nản chí. Cho nên là của Chúa luôn khích lệ cho chúng ta. Cho nên hãy đọc Kinh Thánh, và những câu Kinh Thánh nào mà chúng ta thấy Chúa hứa với những người đi trước thì chắc chắn Chúa cũng hứa với chúng ta, nếu như chúng ta đang đi trong đường lối của Chúa, đi trong cái công việc mà Chúa giao. Chúa muốn nói với ông Giô-sê rằng đây là việc ta giao, và ta biết có những khó khăn, con hãy cố lên. Chúa muốn nói điều đó với cô chú anh chị em, với chính lợi. Ta giao con điều đó, ta giao con làm đó, cố gắng lên, hãy vững lòng và anh chị. Rồi, chúng ta soi gương tiếp ha. Hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chỉ hãy vững lòng bền chí. Nhớ, không có phải đòi hỏi chúng ta một điều gì lớn lao. Không phải đòi hỏi chúng ta phải dùng sức lực của mình. Không phải đòi hỏi chúng ta phải có một cái trí thông minh vượt bậc. Không phải đòi hỏi chúng ta có đôi tay khéo léo hơn người khác. Nhưng Chúa chỉ đòi hỏi người làm công việc Chúa, và ở đây là ông Giô-suê, và khi chúng ta soi gương thì là chúng ta. Hãy vững lòng bền chí mà thôi. Cái vững lòng bền chí ở đây là biểu hiện của một người trung tín. Bởi vì mình trung tín, mình nhận cái công việc mà Chúa giao thì mình phải bằng mọi giá để mà mình làm trọn, không có bỏ giữa chừng. Cái vững lòng bền chí ở đây nói đến cái điều mà chúng ta trung tín một cách hoàn toàn vào việc Chúa giao, không bỏ, không xoay qua bên hữu bên tả, không nản chí, không thối lui. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và tiếp theo, trước hết là chúng ta phải trung tín ở trong cái sự vững lòng bền chí, và tiếp theo là chúng ta sao? Cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Bí quyết để một người thành công ở trong cuộc sống một cách trọn vẹn đó là người đó phải tuân theo lời của Chúa, làm theo những gì Chúa dạy. Điều này là rất khó nha cô chú anh chị em. Khó cho nên Chúa mới bảo ông Giô-suê ông cẩn thận. Khó Chúa mới bảo chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận. Con ơi phải cẩn thận, bởi vì Sa-tăng nó cám dỗ con, nó khôn ngoan lắm. Nó lừa dối, bởi vì nó là chúa của sự lừa dối. Rồi nó sàng sải, nó nhiều lần nó đòi sàng sải để mà nó loại chúng ta ra. Nó đặt những cái bẫy để bẫy chúng ta. Cho nên ở trong cái bước đường theo Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận. Cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tới ta đã truyền cho ngươi, tức là ngũ kinh. Và chúng ta ngày hôm nay thì có cả quyển Kinh Thánh là luật pháp, luật của Chúa mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cẩn thận tra xem, chúng ta cẩn thận làm theo. Và đương nhiên bằng sức của mình không làm nổi. Ai trong chúng ta cũng đôi lần vấp ngã. Ai trong chúng ta vẫn có nhiều lần phải ăn năn với Chúa. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cẩn thận hơn ở trong mỗi ngày. Chúng ta tra xem lời của Chúa. Đây là lý do mà mình học lời của Chúa nhiều hơn đó. Để mình xem Chúa muốn chúng ta làm cái gì. Chúa bẻ trách sửa trị chúng ta và Chúa dạy chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cẩn thận mọi điều. Và ở đây có một điều nữa chúng ta học được, đó là ông Môi-se ổng truyền lại những điều mà Chúa dạy ổng, và ổng truyền lại cho Giô-suê, truyền lại cho dân sự. Thì chúng ta cũng vậy, những gì mà Chúa dạy chúng ta đó, chúng ta cũng truyền lại cho thế hệ sau. Đừng có nghĩ rằng ồ Kinh Thánh có đủ hết rồi, tự đọc Kinh Thánh đi, tự hiểu đi con. Không, chúng ta đọc Kinh Thánh nhưng mà chúng ta được Chúa dẫn dắt, Chúa dạy chúng ta nữa. Và cái điều Chúa dạy chúng ta có nhiều khi người khác không có học được. Cho nên mình phải học chung với nhau, giống như mỗi buổi sáng nhóm học Kinh Thánh yêu thương học với nhà vậy. Bởi vì Chúa dạy mọi người một chút và chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta cùng học.
những gì mà Chúa dạy cho chúng ta phải truyền lại cho những người sau. Chúng ta phải ân cần dạy dỗ lại cho con cháu của mình, cho thế hệ tiếp theo một cách cẩn thận. Cẩn thận làm theo, cẩn thận gìn giữ và cẩn thận dạy lại cho con cháu của mình. Rồi mình soi gương tiếp ha. Mỗi lần mình đi Kinh Thánh, mình đọc Kinh Thánh, mình đi qua thì coi như là mình thấy mình ở trong đó. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Có nhiều người không thạnh vượng vì cớ xây qua bên hữu bên tả. Làm cái việc này xong, chưa xong thì đã muốn làm việc kia. Thấy người ta làm cái đó được khen, được thưởng, thế là muốn bay qua đó làm. Thấy người ta hát hay cũng muốn hát để người ta khen, nhưng mà mặc dù mình chẳng hát được gì. Thấy người ta cắm hoa, mình cũng nghĩ rằng tôi cũng có thể cắm hoa đẹp hơn, thế là nhào vô rồi giành, nhưng mà cũng không làm được gì. Như vậy thì những việc mà mình làm sẽ không có kết quả. Chúng ta cứ trung tín trong cái việc Chúa giao. Chúng ta không xây qua bên hữu hoặc bên tả, không có ngó cái hội thánh ở bên kia họ làm cái gì đó hay quá thôi mình qua bên bển, không có. Nhưng mà mình phải kiên định ở trong những gì Chúa giao cho mình để mình đi một cách vững vàng. Không xây qua bên hữu bên tả, không nghe người này nói, bàn ra bàn vô. Một trong những cái lý do mà ông Phi-rơ khi ông đi ở trên mặt biển đó, đó là ông nhìn thấy sóng to, gió lớn. Ông nhìn thấy con thuyền bắt đầu xa xa khi ông mà bước trên biển. Ông cảm thấy mình đang bị lúng chìm dần dần dần. Những cái điều ông xoay ô bên hữu bên tả đó đã làm cho ông bị lúng xuống. Mặc dù trước đó Chúa bảo ông đi, ông đã bước xuống đã đi được. Như vậy thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta kiên định, chúng ta đi không xoay ô bên hữu hoặc bên tả, để chúng ta đi đâu làm cái gì cũng được thịnh vượng. Bởi vì chúng ta nhắm mục đích mà chạy, như Paulo nói, để giật được giải, quên lửng mọi sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, nương cậy nơi Chúa và không xoay ra bên hữu bên tả mà đi thẳng ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ được thịnh vượng ngay trong công việc làm bình thường của cuộc sống của chúng ta lẫn trong công việc nhà Chúa. Chúng ta soi tiếp. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Chúng ta ngày hôm nay có cả quyển Kinh Thánh như của chú anh chị em. Rồi, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Câu này hay vô cùng luôn. Ai cũng thuộc luôn. Lại tin là ai đi theo Chúa thời gian đọc Kinh Thánh được thuộc cái câu này hết. Rồi bắt đầu thôi, bây giờ tôi ôm cái quyển Kinh Thánh này, tôi cầm cái quyển Kinh Thánh to đặn quá khó đem, tôi đi mua cái quyển Kinh Thánh nhỏ nhỏ đó, nhỏ xíu xíu đó, rồi cái tôi bỏ trong cái túi xách tôi cầm theo, nhưng tôi không có đọc, không có được. Còn không thì có người cầm khư khư và thôi, anh đừng có phiền, tôi đang đọc Kinh Thánh à, đang giờ ăn cơm, mọi người dọn lên chào mình, không tôi đọc Kinh Thánh à. Rồi vô công ty làm để quyển Kinh Thánh ở trước mặt, rồi không làm việc mà đọc Kinh Thánh là bởi vì luật pháp không có xa miệng mà. Rồi cái bắt đầu người ta nói anh không biết gì sao, tôi phải đọc Kinh Thánh ngày và đêm, có phải vậy không? Dạ không phải. Lại nhớ có một người bạn rất là thân và lại rất là nể anh ấy, là bởi vì anh ấy lúc nào cũng có quyển Kinh Thánh ở bên mình hết á. Nhưng mà không có phải lúc nào cũng cầm ra để đọc cho người ta thấy là mình đọc Kinh Thánh đâu. Nhưng mà anh đứng anh chờ xe buýt, anh đứng anh chờ một người bạn hay là một cái cuộc hẹn nào đó mà người ta chưa đến, thì anh lấy ra anh đọc. Anh dừng cái chiếc xe ở bên lề, anh ngồi đó anh mở Kinh Thánh ra anh đọc. Nhưng mà khi bạn đến, khi có việc là anh xếp Kinh Thánh lại cẩn thận, anh cho vào trong cái túi của mình. Rồi sau đó anh vẫn làm việc bình thường, nhưng cứ có thời gian là anh lại lấy ra anh đọc. Còn nếu mà hay nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều người viết ra rồi dán ở chỗ làm của mình, dán ở trên cái lời biết. Có một chị ở trong nhóm của chúng ta trước đây, chị cho coi đó là chị dán ở trên cái cửa của tủ lạnh luôn. Mỗi lần mà mở đồ ăn ra, chị đọc một câu ở trên đó. Dán nhiều chỗ ở trong nhà.
Đó cũng là một cái cách để mà lời của Chúa không có xa miệng của chúng ta. Nhưng mà không phải là mình thuộc lào lào để rồi mình nói ra thuộc lào lào nhưng mà mình chẳng có gì hết. Mà tiếp theo đó là gì? Hãy suy gẫm ngày và đêm. Suy gẫm ngày và đêm ở đây muốn nói là gì? Là luôn luôn ở trong cuộc sống của chúng ta, những gì chúng ta gặp, những gì chúng ta trải nghiệm, chúng ta đều nhớ đến Kinh Thánh. Miệng của chúng ta vừa định nói dối thì mình phải nhớ đến lời của Chúa cấm nói dối. Nếu chúng ta làm cái gì mà giống như người ta dùng cái trái cân non thì chúng ta cũng nhớ, Kinh Thánh Chúa nói những cái kẻ mà sử dụng cái cân non đó thì Chúa cũng không có đẹp lòng, Chúa không có ban phước. Mà cái gì mình tự tử như điều ác thì mình phải tránh. Bởi vì lời của Chúa ghi như vậy. Và có phải là cô chú anh chị em đọc là cô chú nhớ, cô chú anh chị em nhớ như vậy, thì khi mà mình gặp bất cứ cái chuyện gì đó thì tự nhiên lời của Chúa nhắc nhở ở trong lòng của mình. Tôi giấu lời Chúa trong lòng để không có phạm tội cùng với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta cái suy gẫm ngày và đêm là để chúng ta thấy rằng có những lúc cô chú anh chị em đọc Kinh Thánh mình cũng không hiểu nữa. Cô chú anh chị em có thấy vậy không? Nhiều khi mình không có hiểu nhưng mà mình ghi nhớ ở đó. Đến một cái lúc nào đó đó, cái sự việc diễn ra rồi mình mới nhớ đến lời Chúa. À, thì ra Chúa viết cái lời Chúa, bây giờ con mới hiểu đây nè. Có những lần lại nhảy lên, lại sung sướng, lại nói Chúa ơi, bây giờ con mới hiểu rồi. Con hiểu rồi, con hiểu cái câu Kinh Thánh đó rồi. Bởi vì con mới gặp cái trường hợp đấy. Hay là mình hallelujah cảm ơn Chúa vì bây giờ con mới thấy cái sự che chở, gìn giữ, bảo vệ của Chúa. Đó chính là suy gẫm đó của chúng ta. Rồi ngày và đêm có nghĩa là gì? Khi mà mình làm việc, khi mà mình sống ở trong cái cuộc sống này với cái bộn bề nó xảy ra đi nữa hay đi đường đi nữa, thì chúng ta cũng có lời của Chúa để chúng ta ứng dụng, có lời của Chúa để chúng ta tra xét. Còn khi ngủ hay là ban đêm, nói đêm đây cũng hẳn là ngủ nữa, mà đối với lại nhiều người cũng làm việc ban đêm vậy. Đấy. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng khi mà chúng ta ngủ đó, chúng ta cũng suy gẫm lời Chúa nữa. Trước khi ngủ chúng ta cũng nhớ nằm ở trên giường đó, bắt đầu mình suy nghĩ. Ồ, ngày hôm nay gặp cái chuyện này khó xử quá, không biết xử làm sao. Cái bắt đầu nhớ Kinh Thánh. Cái lúc mà mình chuẩn bị ngủ á, ở trên giường á, là cái lúc mình tĩnh lặng lắm của Chúa anh chị. Cái lúc mà mình dễ nhớ tới lời của Chúa và dễ nhớ những cái sự việc xảy ra trong ngày. Bắt đầu mình xét và mình thấy ồ hay quá. Bây giờ con mới hiểu, bây giờ con mới thấy, là con mới nghiệm lại, con thấy ngày hôm nay đúng là cái tai nạn đó Chúa cho con gặp nhưng mà nó nhẹ vì cớ Chúa đã đỡ con. Giống như ân tứ vậy đó. Khi nói chuyện với ân tứ nói rằng mặc dù té đó nhưng mà đúng là Chúa đã bảo vệ, đã che chở, gìn giữ. Hay là anh Danh chồng của chị Pha khi đến thăm anh cũng nói như vậy. Nếu Chúa không gìn giữ thì đã nặng hơn rồi. Chúa gìn giữ để rồi mặc dù tai nạn đến nhưng mà qua tai nạn lại thấy sự gìn giữ của Chúa. Đó là lúc chúng ta suy gẫm lời của Chúa vào ban đêm. Là lúc mà lòng của chúng ta tĩnh lặng xuống, chúng ta hướng về Chúa. Rồi sau khi mình suy gẫm những ngày qua, rồi chúng ta suy gẫm lời của Chúa như vậy, thì chúng ta sẽ thấy sao? Chúng ta sẽ bắt đầu cẩn thận hơn ở trong việc làm theo mọi điều đã chép ở trong. Mọi điều như của Chúa anh chị em. Khó vô cùng. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta để trong cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm được nhiều hơn, đúng với lời của Chúa nhiều hơn. Một cách cẩn thận như của Chúa anh chị em. Phải cẩn thận. Bởi vì cái kết quả là ai cũng thích đó. Hồi nãy giờ nói cẩn thận làm theo mọi điều chép ở trong rồi suy gẫm gì, ở khó quá, thôi con lấy khúc sao này thôi, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Thôi con nhận cái sự may mắn trong con đường mình và được phước thôi, có không? Mình không làm thì sao được, bởi vì cái phần sau này chính là kết quả của cái việc mình làm ở phần trước. Mình làm như vậy rồi đó thì mình mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta phải đọc cẩn thận và chúng ta thấy lời của Chúa liên kết với nhau và có điều kiện thì mới có kết quả. Cho nên chúng ta phải học lời của Chúa một cách cẩn thận và làm như vậy rồi thì đây chính là một lời hứa phước hạnh của Chúa anh chị em. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lại có một người thần khi mà gia đình hầu việc Chúa, người ba, người em hầu việc Chúa, làm việc đơn giản lắm,
chỉ là đánh máy cho những cái tờ chương trình hay là làm phụ những việc nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại cuộc đời vô cùng được phước. Được phước đến độ mà nhìn vào ai cũng thích và ai cũng thèm muốn có một cuộc đời được phước như vậy. Bắt nguồn từ việc nhỏ nhỏ vâng theo một cách trung tín lời của Chúa. Và được may mắn trong con đường mình và được phước là bởi sự ban cho của Chúa. Cái chữ may mắn ở đây không có nghĩa là ồ may quá như là chúng ta đang nói ở bên ngoài. May ở bên ngoài có nghĩa là gì? Cái sự may mắn ở bên ngoài là họ không có, giống như là họ không có làm gì mà tự nhiên họ được thì là may mắn. Nhưng mà mình đang phải, may mắn ở đây có nghĩa là thuận lợi, tốt đẹp, những điều tốt đẹp, những điều thuận lợi Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì sao? Vì tội lỗi nó không có ngăn trở. Khi mà mình làm theo lời của Chúa thì tội lỗi không có ngăn trở được, bởi vì chúng ta đâu có phạm tội. Hoặc là chúng ta có tội, chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ rồi thì ơn phước của Chúa đến với chúng ta. Cho nên chúng ta được sự may mắn ở trong mọi công việc mình làm, trong cái con đường của mình là như vậy. Và được phước. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta khám phá ra được bí quyết để mà chúng ta được may mắn trong con đường mình ở trong bàn tay của Chúa và được phước Chúa ban cho. Chúng ta qua câu 9. Chúa đã có phán dặn rồi. Ở đây cái câu là gì? Ta há không có phán dặn, có nghĩa là ta đã từng phán dặn với ngươi rồi. Và ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi mà mình quên những cái điều Chúa hứa của Chúa anh chị em. Đọc Kinh Thánh rồi quên. Nhưng mình phải nhớ, mình phải suy gẫm một cách cẩn thận nè, để rồi mình nhớ và mình sẽ nhớ những điều Chúa hứa. Quá nhiều lời hứa trong Kinh Thánh của Chúa anh em. Chúa hứa cho chúng ta nhiều vô kể, mà Chúa là đấng thành tín, hứa là làm. Chúa nói gì? Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Nếu như chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta nói rằng ồ, trong cái bối cảnh này, cái câu này là Chúa chỉ nói với ông Giô-sê thôi, thì chúng ta sẽ không nhận được của Chúa anh chị em. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng trong cái bối cảnh này Chúa chỉ nói với dân Do Thái thôi chứ không phải nói với tôi, thì chúng ta cũng sẽ không nhận được. Nhưng nếu chúng ta nói với chính mình, đây chính là câu Kinh Thánh mà Chúa phán với tôi. Tôi đang soi gương, tôi đang thấy mình ở trong đó, tôi đang thấy mình ở trong chính câu Kinh Thánh này và tôi nhận được điều đó bởi Chúa phán với tôi. Ta há không có phán dặn con sao? Ta há không có phán dặn con lợi sao? À, chúng ta đặt mình ở trong đó. Con lợi, con hãy vững lòng bền chí. Con lợi, con chớ có run sợ. Con lợi, con chớ có kinh khủng, ngọt ngào của Chúa anh chị em. Ôi, đặt tên của mình vào lời của Chúa ngọt lắm. Ta luôn luôn phán với con lợi à. Ta hứa với con những điều ở trong Kinh Thánh đó lợi. Con hãy nhận đi, con hãy làm đúng những gì ta dạy, con sẽ nhận được. Ta há đã không phán với con, ta há đã có không có phán dặn con sao? Có nghĩa là gì? Là ta đã dặn rồi, đầy ở trong Kinh Thánh nhiều lắm. Hãy vững lòng bền chí. Lại con chớ có run sợ, con chớ có kinh khủng. Cô chú anh chị em đặt tên mình vào trong đó. Vì sao? Vì ta là Jehovah, danh xưng của Chúa. Tuyệt vời lắm, là Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Ta là Đức Chúa Trời của con, ta là Đức Jehovah hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Ta là tình yêu thương, ta là đấng ban cho ơn phước, ta là Jehovah, là Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi. Quá tuyệt vời. Nếu mình nói rằng đây chỉ phán cho ông Giô-sê, đây chỉ phán cho dân sự của Chúa ngày xưa, mình không nhận được cái điều tuyệt vời đó, uổng lắm. Nhưng đây là điều mà Chúa hứa.
Đức Giê-hô-va của Israel, Đức Giê-hô-va của Giô-suê cũng là Đức Giê-hô-va của Lợi, của cô chú anh chị em. Vì cớ chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cô chú của mình và quyết định trao cuộc đời của mình ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa với 4 câu kinh thánh thôi, nhưng mà chúng ta thấy bài học rất là tuyệt vời, phải không cô chú anh chị em? Rất tuyệt vời, đối với Lợi rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu của cái bài học mà kết thúc cái phần bài học để chúng ta suy ẩm mà chúng ta quyết định cho cuộc đời của mình. Đây, câu hỏi. Bạn có kỷ luật đầu tư trong việc suy gẫm lời Chúa ngày và đêm cho bản thân không? Nãy giờ mình đã học bài học rồi, lại cũng đã cùng với cô chú anh chị em soi gương thấy mình ở trong đó. Thì bây giờ mình có đưa ra một cái quyết định, mà quyết định là phải kỷ luật nha. Kỷ luật ở đây là gì? Là trung tín, là kiên định, là vững lòng bền chí. Đó là chúng ta phải kỷ luật với chính mình. Mỗi ngày con sẽ đọc Kinh Thánh bao nhiêu đoạn đó. Mỗi ngày con sẽ học Kinh Thánh với nhóm học Kinh Thánh yêu thương. Mỗi ngày con sẽ học Kinh Thánh với bài học của Tổng Liên Hội đã, những ban cơ đốc giáo dục đã soạn. Cam kết kỷ luật ở trong việc suy ngẫm lời của Chúa ngày và đêm, có nghĩa là phải nhớ lời của Chúa. Mà như cái cách suy ngẫm mà nãy giờ lại nói của chú anh chị em đó, ở đâu mình cũng ứng dụng vào, ở đâu mình cũng nhớ, mình cũng tra xem và mình ứng dụng vào. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện theo lời cầu nguyện mà các đệ tử của Chúa soạn ở đây, cũng như là lời cầu nguyện của chính chúng ta thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ lời Chúa phán dạy để con ưu tiên đầu tư cho việc học hỏi lời Chúa. Xin cho lời Ngài không xa khỏi miệng con, và con nguyện suy gẫm lời ấy ngày và đêm. Và Chúa Thánh Linh ơi, xin mở lòng mở trí chúng con để chúng con hiểu được. Xin nhắc cho chúng con nhớ mọi điều Chúa dạy chúng con, và đặc biệt xin ban linh lực từ trời để chúng con có thể làm được những điều mà Chúa muốn chúng con làm bằng sức của Chúa. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa.